và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Và ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại khu vực ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là hai căn nhà vừa mới xây dựng xong quý anh chị nhé. Hai căn nhà có diện tích khá là dài và rộng, xây cực kỳ là đẹp, rất là phù hợp để quý anh chị mình an cư lập nghiệp. Và hai căn nhà ngày hôm nay nó chỉ cách với quốc lộ N2 khoảng 500m. Hai căn hướng Tây có diện tích là ngang 5, dài 40. Sổ hồng riêng, thổ cư 100% sở hữu lâu dài vĩnh viễn quý anh chị nhé. Đường xe hơi tới đất. Hai căn liền kề, tường riêng, xây riêng và sổ hồng riêng. Phía trước thì chủ nhà có làm khoảng sân lùi lại khá là rộng. Bên ngoài anh chủ cũng rất cẩn thận làm cho chúng ta cổng sắt 4 cánh mái thái. Và có một khoảng sân khá là dài để quý anh chị đậu xe hơi rất là thoải mái quý anh chị nhé. Hai căn này hướng Tây giá là 1 tỷ 550 triệu trên một căn. Có sân đậu xe hơi cách quốc lộ N2 khoảng 500m. Vị trí đông đúc, nhà cửa dân sinh, phòng khách cũng rất là rộng. Phía bên ngoài phòng khách được anh chủ trang trí hai bức tranh, hai bức tranh phong thủy rất là đẹp quý anh chị nhé. Căn nhà được thiết kế có sân đậu xe hơi, phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm và WC riêng biệt. Phòng ngủ cũng khá là rộng rãi quý anh chị. Căn này điện nước đầy đủ rồi, quý anh chị mua là chỉ việc dọn vào là ở ngay quý anh chị nhé. Hai căn xây liền kề, riêng tường, riêng sổ. Nhà vừa mới xây dựng xong còn mới tinh, rất là sạch sẽ. Dân cư đông đúc, tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực của phòng bếp này thì chúng ta có thể kê một bộ bàn ăn, tủ bếp, kệ bếp cũng đã gắn sẵn cho mình hết rồi. Ở đây thì anh chủ thiết kế là một phòng tắm và một phòng WC cho nên khá là rộng rãi quý anh chị nhé. 1 tỷ 550 triệu cho căn nhà như thế này mua được đó quý anh chị. Bởi vì đất ở đây thì đất không, 5 x 40 thì cũng phải dao động khoảng 1 tỷ 2 rồi. Cho nên chúng ta mua với cái căn nhà như thế này chỉ có 1 tỷ 550, mình chỉ việc xách vali lên dọn vào ở ngay, điện nước đầy đủ có sẵn hết rồi. Quý anh chị không còn phải nhúng tay làm bất cứ một việc gì nữa. Căn này có sân trước, sân sau. Phía đằng sau này còn một khoảng đất vô cùng là dài để quý anh chị có thể là làm một cái mảnh vườn nho nhỏ, làm mảng xanh để chúng ta trồng rau, hoặc là nuôi thêm mấy con gà, mấy con vịt ở phía sau này để phục vụ cho cái việc nhu cầu ăn uống sinh hoạt của gia đình quý anh chị nhé. Phía sau này còn một khoảng sân trống rất là dài để quý anh chị có thể trồng rau và nuôi gà. Nhà vừa mới xây dựng xong, nhà xây kiên cố, cực kỳ là vững chắc. Giá thì khá là rẻ, chỉ có 1 tỷ 550 triệu trên một căn mà thôi. Rất là phù hợp cho những anh chị nào mà hai anh em đang đi tìm kiếm những cái vị trí bất động sản liền gần nhau. Thì đây là một cái cặp nhà song sinh, giá rẻ, phù hợp để quý anh chị lựa chọn, chỉ hơn 1 tỷ một căn là chúng ta sở hữu dọn vào ở ngay quý anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quý anh chị nào quan tâm đến hai căn nhà giá rẻ này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên, kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc để sở hữu một trong hai căn quý anh chị nhé. Căn này cũng xây tương tự nhưng mà chỉ khác màu sơn thôi quý anh chị. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm bất động sản giá rẻ mỗi ngày quý anh chị nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo.